Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 10, đợt 2 theo hình thức tập trung tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Buổi sáng Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau: Nghị quyết của Quốc hội về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo hiệp định bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật với đa số đại biểu tán thành. Cũng trong buổi sáng Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính. Buổi chiều Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết sau: Nghị quyết phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP với đa số đại biểu tán thành. Cũng trong buổi chiều Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi.